Dạ rồi, Hùng Cao mến chào cô chú anh chị, cũng như quý mạnh thường quân. Hùng Cao chúc toàn cả nhà mình một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình nha. Hôm nay cô chú anh chị, Hùng Cao đến lại thăm lại cái hoàn cảnh của gia đình, hoàn cảnh 10 người con của chú anh chị. Thì hôm nay hôm qua có trời mưa đó, thì cái đường đi vô khá là sình lầy luôn nha. Nãy giờ Hùng Cao đi rất là sình luôn, cái đường khó là đi vô tới nhà của hoàn cảnh luôn. Thì hôm nay Hùng Cao đến cũng có vài món quà để gửi tặng cho hoàn cảnh gia đình của anh chị. Thì hoàn cảnh gia đình anh chị Hùng Cao cũng đã quay cũng khoảng được 3-4 tập rồi. Thì không được hữu duyên đến với gia đình. Thì hôm nay Hùng Cao đến để trao món quà, cũng như sẽ là một video này nữa. Có thể Hùng Cao, nếu mà video này không có được hữu duyên nữa, Hùng Cao sẽ kết thúc video cũng như là kết thúc chia tay hoàn cảnh gia đình này. Đó, thì hôm nay Hùng Cao sẽ có món quà gì thì mời quý chú anh chị vào trong nhà. Hùng Cao sẽ cho cô chú anh chị biết nha. Thì cái ngôi nhà coi nè, cái nền coi nè cô chú anh chị ơi, bấy hết trơn, sình đi dính dép hết trơn. Sáng sớm mưa, sáng sớm mưa luôn hả? Dạ. Thì hôm nay có nhân dịp có chồng của chị ở đây nữa, và có đứa con trai mới về hả chị? Dạ. Mới về hả? Dạ. Dạ. Thì hôm nay em đến thì cũng có vài món quà gửi tặng cho gia đình anh chị mình ha. Cũng như chị em kết nghĩa của em đó, gửi số tiền đó đó, thì em chích cái số tiền đó ra để mua cho anh chị những nhân yếu thực phẩm này nè, để cho gia đình mình có thể dùng được. Để có thể nấu cơm và sữa cho các cháu uống và mì gói ha. Sao nhìn chú với vậy con? Hả? Lạ hả? Chú nói chuyện nhìn chú. Nhìn lạ quá ha. Bà con. Dạ. Thì bây giờ có những gì anh với chị xem ha. Đây. Đây. Đứng lên con. Đây thì gồm một thùng mì Hảo Hảo với sữa Milo Mil với 25kg gạo thơm lại của chú anh chị. Đó, thì đây là đầy đủ nha, Hùng Cao mua đầy đủ cho anh chị luôn. Thì có thêm một bánh lớn nữa. Dạ, cho mấy cái cháu dùng. Đó. Đây là hóa đơn. Thì đây là nước mắm nè của chú anh chị. Hùng Cao chuẩn bị hết nha. Đây rồi nước rửa chén luôn. Tại trong đây trong khu ruộng đó. Kho đi vô tiệm. Dầu ăn ha. Dạ. Nước tương. Đây là cho thêm một lốc nước ngọt nữa. Đó. Cho gia đình uống, xì bông giặt đồ luôn. Ở đây bột ngọt, đường đủ luôn. Đường, đây đậu, là đủ ha. Đủ món luôn. Đủ dạ. Phẩm luôn. Dạ. Thì số tiền như thế nào đó, một hồi nữa Hùng Cao sẽ công bố cho cô chú anh chị xem nha. Dạ. Thì bây giờ mời cô chú anh chị cùng trò chuyện với anh chị như thế nào. À, chị ngồi đó. Dạ. Rồi. Dạ. Em chào anh chị nha. Dạ chào. Thì, hôm nay anh không có đi làm hả? Không, bữa nay xin nghỉ bữa xin nghe nghỉ vợ rồi. Nói cho xin nghỉ bữa mới mới là dạ. Chồng ra cái gì dưa mất gì đó, dưa mất trái 10 mấy ký không à, anh đi chồng cho anh ta bây giờ đang làm tác chồng. Dạ, nghỉ hết 3 bữa mới bữa nay tin đi làm. Sao vậy, sao nghỉ 3 bữa? Đâu có chuyện gì làm là không, mới người ta kêu bên này nè. À, trong chợ đón này hết chuyện làm đi ông gặp bữa lúa ta ngưng xả lúa xong mới ta lên vườn ta làm. Rồi, rồi mình làm vậy rồi tiền đâu mà mình đủ xây sở cuộc sống, mình làm có 2-3 ngày 250 nghỉ rồi đây nhà mua thiếu người ta bán cho mình đó. Thiếu người ta hết nhiêu nữa rồi? 300-400 chữ vậy, tại vì mua đủ thứ hết trơn à. Mua sữa, mua đồ ăn ở đây mà dạng mình có đi làm người ta bán. Mình không dám đi mua người ta nữa, tại vì không có chuyện gì làm, không có dám đi mua. Chừng nào có chuyện gì làm mới có dám đi mua. Bán rồi mua. Có khi nào mà lâu quá mình không trả, người ta có nói gì mình không? Cũng nói, người ta nói giờ nếu mua nữa người ta không bán, kiếm tiền trả người ta. Rồi giờ thiếu ở đâu? Trong số này mua thịt nè. Rồi nhỏ bán thịt đó. Chứ chị đó nữa. Còn, bà bán tiệm đó, bà cũng chị bạn của mình nè. Dạ. Bạn thân mà vậy mà bà còn không tin tưởng. Chừng nào kêu sao mà làm tin tưởng được, tại kêu mà làm mê người ta bà bán. Nếu dạ, không có chuyện làm bà không có bán. Dạ, đúng rồi.
mình có làm ra đồng vô. Dạ, ở đây không? Ở đây ở dưới quê mà không có đi làm cái gì ăn. Còn có nghề tay trái nào khác? Chả nghề luôn. Anh có cái nghề nào khác không? Có chứ, đầy đủ. Nghề gì? Nghề nào cũng có. Ây ra người ta kêu làm gì làm nấy nha. À, vậy đó. Nghề, rồi. Nghề bờ cũng. Rồi mình không đi làm rồi mình đi làm gì? Ở nhà quả tha cha con phát cái ba cái sao này. Ở nhà nó chú mà. Rồi bữa nay con trai ở chảnh không có gì làm, về đây ở là. Dạ không. Chảnh nó vô mà làm rồi nó giờ nó thất nghiệp cái gì. Ê, không có chuyện gì làm đó bà ngoại. Dạ dạ. Trả về hả? Không phải. Dạ gạo cho một bao đem về cho mẹ ăn rồi mới mốt này người ta kêu đi giữ dịch chứ nó lên nữa. Giữ dịch nữa. Ờ. Tại giờ đặng nó không có chuyện gì làm á. Không có biết chữ rồi, không có làm, không, dạ, không có đi không làm công ty nào được hết trơn. Vô công ty mà nó làm giấy chứng minh mà ta đặt ngày 1 tháng 1 mà này thay nó là mà không biết chữ nữa. Tụi nó mà tới tháng á kêu cho vô. Mà tụi nó thì vô được á mà còn thiếu tháng á. Cái này thứ mấy? Thứ tư. Thứ tư. Rồi nó ngày mấy tháng mấy? Mùng 5 tháng 10. Ờ rồi ta lấy 1 tháng 1 không vậy đó công ty giờ. Không đủ tháng đó để cho vô. Nó sẽ lặng đáng. Nó cũng làm vậy Út nó cũng làm trong công ty làm giặt tiếng. Dạ. Yeah. Rồi cái tính ra đó rồi hai vợ chồng mình đó có nhớ được cái ngày mất của bé đứa chân trâu. Dạ lâu quá tại vì hồi đó là biết là mất 8 năm rồi mà không biết bữa ngày nào. Biết mất 8 năm mà chưa không biết bữa nào. Cái 17 tháng 11 tháng 11 á, trước Tết á. Mình đâm dỗ cho nó lần nào cũng 17 tây không á. 17 tây tháng 11. Giấy gì khai tự nó còn ở nhà bà nội với cái đệ cốt nó đệ trong chùa này nè. Vô trong chùa gửi. Giấy khai tự á. Trong chùa này hả? Chùa này. Chùa này nè. Chùa trước nè. Tại vì bà nội đem lại gửi cái cốt nó đây rồi cái thờ ở nhà bà nội. Rồi lâu lâu anh với chị có nhớ bé không? Nhớ trời, con đêm nào cũng năng ngủ nhớ nó luôn. Tại vì nó bao thấy nó hoài. Nó hiền lắm. Hồi hôm tôi về nhà tính đi mà nhà bà nội gọi nó. Bà nội nói hồi tôi kia nó lại kêu dò bà. Kêu luôn hả? Như bà nội á. Bà đốt nhang. Tôi đó nó lại kiều bả. Dạ. Tôi tưởng anh hai kiều, ai ngờ anh hai nằm cọt rồi. À. Chắc bên. Cũng như là bé cũng hay thường về báo mộng cho anh chị. Dạ. Rồi mà lấy cốt nó về đây, nó lại theo đây. Đó. À. Nó hiền lắm. Hồi nó mất trong thanh tiện, một ốc trong tiện, thanh tiện thương nó nhiều lắm. 13, 14 tuổi là tiệc đồ ăn hết. Dạ. Ra đồng. Bắt chuột tôi là nó chích cá nó đi theo cá chích cá. Nếu như vậy á thì một hồi nữa em sẽ cho anh với chị một số tiền. Cảm anh với chị có thể mua một cái món gì nấu để đem vô em cũng cho bé ha. Dạ cảm ơn nhiều. Cũng như bây giờ anh với chị và các bé ở đây nè. Dạ. Cũng như là được em hỗ trợ có rồi. Dạ cảm ơn còn nhiều. Còn bé mắc á chưa có. Dạ. Sợ sẽ 2-3 năm nay đâu có làm vợ đám vợ cho nó đâu. Hồi ở Bình Dương ở Bình Dương thì làm cũng làm cho nó hoài một năm làm lần là không có làm 2 năm rồi. Dạ. Về quê 2 năm hồi nữa em sẽ trao cho một chút đỉnh. Ý. Nào anh với chị có thể mua một món gì đó nấu rồi lại đẳng cúng cho bé ha. Dạ cảm ơn người để cho gia đình mình cầu mong đó cho gia đình mình có hữu duyên với Mạnh Thường Quân đi. Dạ. Được hỗ trợ. Dạ, cảm ơn. Chứ em quay tới bây giờ thì anh với chị đi gần cái ngôi nhà đang hiện tại bây giờ là mưa lại ngồi đến ngồi á. Ít mưa mới ngủ. Của anh hai vợ nữa. Đâu có ngủ được cái gì đâu cô chú anh chị, một nét trơn mưa là phải ngồi vậy rồi che lên cái trên này nữa. Mưa che đó mà nước tràn qua cái thao dựng cái để cái thao. Nói anh nói nhà bà già bên đây cháy sụp không? Có đó hồi trước khi nhà bà già bây giờ cái phần này em có hỏi anh Hải thì anh Hải sẽ sửa và thay tone cũng không được của chú anh chị.
cửa là nó gậy cái keo tại vì cái cột vào cái tường này anh Hải không dám lên, nếu mà thay thì nó sẽ sụp lúc mà mình tháo ra rồi nó sẽ động đậy. Dạ đúng rồi, bây giờ nó gãy hết, nó mục hết rồi, nó bể, nó mục xét cả trơn rồi. Giờ Hùng Cao cũng không biết tính như phương án như thế nào, nếu mà anh với chị không thủ duyên á thì cái video này Hùng Cao sẽ đăng lên một lần nữa. Nếu như anh với chị không hữu duyên nữa thì đợt sau Hùng Cao sẽ lại kết thúc cái hoàn cảnh gia đình này, sẽ trao số tiền và anh với chị đã hết duyên với Hùng Cao ha. Thì một lần này nữa thôi, thì tại vì Hùng Cao sẽ đã mua những quà nhu yếu phẩm gửi cho gia đình để cho gia đình có thể sử dụng trong lúc mùa mưa này của chú anh chị. Hiện tại bây giờ mùa mưa anh với chị cũng không có làm gì được, nên Hùng Cao chuẩn bị những thứ này cho anh với chị có thể dùng. Đó. Thì ba các bé này đều còn uống sữa hết trơn luôn. Bú sữa. Hôm nay vậy nè, hơi sữa hơi gì đâu. Nhà này cũng nhà của anh hai, con của anh ta cũng ba đứa. Nếu mình sữa xong đầy đủ, ta lại ta lấy cũng như không. À. Tính cắt nét ta bây giờ ta đang làm trên trường trở nha. Rồi nếu mình sữa giờ ta lại lấy, ta rửa mình ra cũng vậy á. Bây giờ cho tất mình nghiêng bên đó, tất nhỏ tất lớn nghe cũng của mình, nhà mình. Dạ sữa nó gãy hết rồi, nếu lớn là gãy cái ba cái cây đoàn keo. Ồ lậu vậy thôi, con sửa chi, bây giờ con cháu nó lại để nào cho nó đâu, tất của bà già cho một nền nhà thì giống như giờ nếu như vậy đó. Có tiền thì tôi nuôi vài con heo với bầy vịt 200 nuôi sát con heo đồ không nghe được. Cái heo này cũng thật dạ được, tại vì cũng nhà đánh chết cũng trồng ba cái đọc lan rồi đó, cắt cho nè. Nhân bản bây giờ nó nuôi đạt rồi thì bây giờ nó đạt được mẹ bấm bung bấm hả mẹ bấm nó lại được con bung con đó bắt heo nó đạt nhà nó cũng theo tôi đi bắt có tài không có tài lắm rồi hồi trước bắt 4-5 lần cái ông này đi biết bắt không à, nó bự bự cỡ này nè chết hết nó bắt ơn á. À, tôi đi bắt bán đại thôi hơn 100 triệu lời luôn. Cái bạn của anh nuôi heo có kinh phí dạ có lời miếng làm heo dạ, mà mình không có ít, mình nuôi ít rồi, tại vì mình không có khả năng nuôi nhiều á, người ta dạo người ta nuôi nhiều. Thế mình nuôi ít nó nuôi đại thôi tôi bắt cho nó là 36 con. À, bây giờ nó lời còn đẻ 4 con cái đẻ lời mái đẻ mái 4 con còn nhiêu con bây giờ bắt mới bắt 5 con này là bây giờ 4 mấy ký nữa 4 ký nữa bắt thay bắt đợt nào nó cũng kêu tôi đi bắt đó. Con lên bà ngoại á thì con làm cũng đi làm là chặt người ta cắt lúa không anh, cắt lúa các gì trong lúa nó cũng có cắt lúa cho con chữ gì đâu. Hồi nhỏ đi theo ba mẹ lên đi làm. Cũng hơi buồn. Con cũng gắng để gia đình con khá khá lên mà con không có khả năng. Dạ. Đây. Con có suy nghĩ ước muốn hay là ước mơ của con? Giờ cũng suy nghĩ ước mơ á con. Giờ cũng muốn có việc làm. Con mới bông lòng quả gì? Con tên Vinh, năm nay 17 tuổi. Dạ, con đi làm lúa rồi con mượn ta gãy xuống ba mua ba tám mua trước luôn rồi không nữa chưa làm rồi mình mượn trước đem về cắt được vài mẫu rồi con
được hình như các đợt đó là được 8 mẫu. Hai đứa em con đi giữ dịch, còn người anh con thì ổng ở trên thành phố đi, trên đó đi cắt lúa ở trên phố. Cắt lúa hả? Trên phố hay là ở đâu? Phố xã An Tây, ngay chỗ xã An Tây, đường đường Năm Trần bờ sông, chỗ đó có ruộng. Ta kêu bà Bao, kêu bà Bao gì ở đó, đó là bà Bao, An Tây bà Bao. Dạ. Ừ. Thì bây giờ á, nhất ra là cái nước tương là kiếm tiền, tương tâm thái tử 20.000, ký 26.000, bột giặt một bịch 24.000, bột ngọt một bịch 33.000, dầu ăn 33, đệ nhị là nước mắm 25.000, nước rửa chén 26.000, một lốc 7 úp 45.000, sữa Vinamilk một thùng 350.000, mì Hảo Hảo một thùng 140.000, khoai tây một bọc này nè cô chú anh chị, bánh á là 70.000 nữa, tổng cộng là 792.000, nhưng chủ tiệm bớt 2.000 là còn 790.000 của chú anh chị. Và cái bao gạo Hương Lài 25kg là 400.000 nữa. Đó là chi phí là 1.190.000 của chú anh chị. 1.190.000. Đó thì bây giờ Hồng Cao cũng xin thay mặt chị em kết nghĩa của Hồng Cao sẽ trao cho anh chị thêm 1.000.000 nữa để cho anh chị có thể mua một món đồ ăn như đồ xào và đồ canh hay là thịt kho gì đó, đem đến để cúng cho bé đi. Thì bây giờ Hồng Cao sẽ gửi cho anh chị số tiền là 1.000.000 nữa, thay mặt chị nuôi của chị em kết nghĩa của Hồng Cao sẽ trao cho chị ha. Dạ. Giờ em sẽ trao cho anh chị ha. Để đứa thuốc xuống. Đặt năm cháu. Rồi cảm ơn chị, cảm ơn cô Thâm Mạnh Thần Quân rồi, cảm ơn nhiều rồi. Chúc làm ăn phát tài. Chào. Vậy chúc cách đâu? Không biết chúc cao đó. Cả nó. Chúc cao đó hả? Hồi đó giờ không ai giúp đỡ gì đâu. Nha, không biết cảm ơn gì với ông sao vậy? Giờ chưa có tiếp xúc với những người giúp mình hả? Không, không. Không ai giúp mình hết trơn. Chưa, chưa từng ai giúp hết trơn. Ở đây không có đâu, chừng nào mình có tiền hay là gì là ta dòm thấy thành công mình có ai thấy mình nè. Có ông anh ở đây, ông kéo điện cho xài nè. Thì đó, bữa lúc đầu tiên á, em muốn đến gặp anh á, là em có gặp một người ở bên anh á, bên nhà mẹ anh á. Ờ, cái đó anh hai á. Không, không gặp người chị. Chị Mũi. Không, chị Mũi. À, chị đó nói hoàn cảnh của anh, vợ chồng anh. Tới dặm, tới vậy cũng qua bà lạnh cho đi dặm. Ở Đẳng á, là bà lạnh cho lắm á. Đi đi dặm vô với bà á. Còn lại chị đều đi xin gạo cho gia đình. Dạ, có. Chị nói cái gì mà mới xin một hộp gạo gì mới có... Quá để đo bà già. Không phải, mình nhà mình đông con á, một ngày tới 2.5kg, sang năm lo chiều đâm lon á, hồi mình là Đẳng á. Chị nói là Đẳng á. Mì đó còn đông người. Ờ thì đông người. Mì có mấy ngày hết hả? Dạ, có 3 ngày. Nhưng bên chị thêm ly á, cũng cho gạo cho gì đó. Thôi giờ em cũng nhiệm vụ của em cũng đã làm xong. Dạ cảm ơn nhiều. Giờ thì tức rồi. Dạ. Anh chị cũng hết tức rồi, nhưng mà không đủ duyên thì em cũng đành chịu. Dạ dạ cảm ơn nhiều. Dạ không còn duyên nợ. Dạ không hết duyên nợ. Đủ duyên nha. Dạ dạ cảm ơn nhiều. Cũng lên xin cho cả nhà mình vui vẻ, thành lòng sự nghĩ nha.